Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ có thể mang lại hòa bình hoặc sẽ làm bùng nổ chiến thứ ba trên toàn cầu. Theo lời của Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić nhận định về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử loài người, có thể dẫn đến hòa bình hoặc chiến tranh. Hãng tin TASS, Nga, dẫn lời Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić nhận định về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Điều này không chắc chắn, nhưng có thể cuộc bầu cử này sẽ mang lại hòa bình hoặc tiếp tục cuộc chiến có thể dẫn đến Thế chiến III, ông Vučić cho biết thêm. Tổng thống Vučić từng cảnh báo cuộc chiến Nga-Ukraine đã trở thành xung đột toàn cầu do phương Tây đang đối đầu với Moscow thông qua lực lượng ủy nhiệm ở Kiev. Serbia, quốc gia phụ thuộc gần như hoàn toàn vào dầu và khí đốt của Nga, từ chối áp lệnh trừng phạt chống lại Moscow vì chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tổng thống Vučić cho rằng cuộc chiến toàn cầu đang diễn ra là điều khiến ông quan tâm nhất, và theo quan điểm của ông, cuộc chiến này sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ông cảnh báo cuộc xung đột ở Ukraine đang gây tổn hại cho vùng Balkan, đồng thời khẳng định Serbia sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo hòa bình trong khu vực. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Serbia được đưa ra trong bối cảnh hàng triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu bầu tổng thống trong ngày bầu cử ngày 5 tháng 11. Quá trình kiểm phiếu đang diễn ra và thế giới chờ đợi kết quả ngã ngũ giữa hai ứng viên Donald Trump, Kamala Harris. Cựu Tổng thống Trump khẳng định ông là người duy nhất có khả năng ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn cầu. Tôi sẽ chấm dứt tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông và tôi sẽ giải quyết cuộc chiến ở Ukraine. Tôi sẽ giải quyết vấn đề đó với tư cách là Tổng thống đắc cử, ông Trump tuyên bố, đồng thời lập luận rằng một phiếu bầu cho Kamala Harris là một phiếu bầu cho chiến tranh với Nga. Trong cuộc tranh luận với đối thủ Đảng Dân Chủ Kamala Harris hồi tháng 9, ông Trump cũng cảnh báo, nếu Đảng Dân Chủ thắng cuộc bầu cử tháng 11 tới, nước Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ bị kéo vào Thế chiến III. Theo phó tướng của ông Trump, ứng viên phó Tổng thống Đảng Cộng hòa JD Vance, ông Trump có thể bắt đầu đàm phán với Nga, Ukraine và các bên liên quan ở châu Âu để thiết lập một khu phi quân sự dọc theo tiền tuyến hiện tại, với việc Kiev đồng ý không tham gia NATO. Phó Tổng thống Kamala Harris, người luôn ủng hộ Ukraine, đã chỉ trích cách tiếp cận của ông Trump. Bà tuyên bố rằng, về cơ bản, ông Trump sẽ buộc Kiev phải đầu hàng.